Rồi, xin chào tất cả các anh em đến với kênh kẹo của Giao Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì nhớ bên em là kẹo, bên em là không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà anh em không tin tưởng có thể đi shop khác. Bên em thì có rất chi nhiều mẫu kẹo từ 4.5 đến 6.35, hàng đều đẹp, chất lượng, không viêng, ổn định luôn cho anh em. Thì anh em nói thật ra thì nhà có hàng rẻ và hàng đắt. Nói chung là muốn tương tác được kênh thì anh em phải giới thiệu và đăng ký kênh nhiều. Đấy, bán hàng uy tín thì anh em biết đến, còn hàng bán hàng không uy tín thật ra là không ai biết đến mình cả. Đấy, còn giá thành thì nó hợp lý, tiền từ rẻ đến đắt loại nào nhà em cũng có, phục vụ anh em từ A đến Z. Thì thứ nhất là hàng rẻ bên nhà em là hàng 350.000 một ký. Loại này thì em chưa báo cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Hàng loại này thì đều đẹp, chất lượng không viêng. Nói chung là hàng này lại bao test cho anh em là 5-60 mét, hàng đẹp, chất lượng mềm nhé anh em nhé. Anh em nhìn thấy anh em biết hàng cực kỳ đều đẹp, chất lượng không viêng, ổn định luôn cho anh em. 10 viên như một. Đấy, đều đẹp, không viêng. Đấy, chất lượng thì đảm bảo chuẩn luôn cho anh em. Đấy, 10 viên như một anh em nhé. Đều đẹp, không viêng, ổn định luôn cho anh em. Loại này chỉ bắn cự ly gần thôi, 5-60 mét. Đấy, còn anh em muốn bắn xa thì tùy theo phụ thuộc của anh em muốn bắn xa. Đấy, nhìn đều đẹp nhé, không viêng nhé, ổn định luôn. 10 viên như một. Đấy, anh em nhìn nhé. Nói chung là gửi hàng như nào em quay hàng, em gửi hàng cho anh em như thế. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em mẫu ZB. ZB này hiện tại là mẫu này là mẫu cũ bên nhà em. Loại này vẫn bao test cho anh em 90m ăn lắp C2 và hơn 100m cò. Loại này thì bao test cho anh em là 90m. Đấy, mẫu này là đang có máy váy chung, váy mỏng và váy dày. Anh em muốn mua cái mẫu nào cũng có. Đấy, anh em nhìn váy này đầu này. Đấy, rất chi sắc nét. Đây là mẫu cũ bên nhà em, 10 viên như một. Đấy, đều đẹp nhé anh em nhé. Không viêng. Thì mỗi anh em mua kẹo loại này em đều tặng cho hai lạng, anh em trải nghiệm xuyên phá hoặc sờ lung hoặc mô tò. Đấy, hoặc tặng kèm theo lấm, anh em muốn hàng lấm nào cũng được. Còn đây là cái mẫu mới 2021 bên nhà em. Loại này thì bao tước test cho anh em vẫn là 90m, nhưng loại này thì lại được cái đặc giá hơn là hợp với tất cả loại cành. Cành nào cũng hợp. Đấy, hợp với tất cả loại cành, mẫu cành mà anh em đang sử dụng, đều đẹp, không viêng, ổn định luôn cho anh em. Đấy, anh em nhìn anh em biết, đều đẹp nhé, 10 viên như một. Đấy, chất lượng thì cực kỳ ok. Đấy, hợp với tất cả loại cành. Còn nếu anh em muốn bắn xa trải nghiệm thì anh em nên dùng sờ lung. Sờ lung thì có nhà em có 25, 23, 25 và 27 có đen. Đấy, cái mẫu này thì nói thật ra thì bao test cho anh em là hơn 100m, hàng chuẩn, chất lượng, chì mềm. Đấy, đều đẹp, chất lượng, không viêng. Thì quay sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Nhớ bên nhà em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì đặt hàng, không tin tưởng có thể đi số khác. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.